Trong thánh lễ sáng ngày 10 tháng 12 tại nhà nguyện Thánh Marta, có sự tham dự của 9 hồng y thuộc hội đồng tư vấn cho Đức Thánh Cha. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, các vị đã bắt đầu cuộc họp lần thứ 10 của mình với Đức Thánh Cha. Giảng trong thánh lễ, với những gợi hứng từ bài đọc một trích sách tiên tri Isaiah, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lòng thương xót giống như sự vỗ về hay một cái ôm ấm áp của cha mẹ để trao ban sự ủi an và an toàn cho con cái. Thiên Chúa yêu mến sự bé nhỏ của con người, lòng thương xót của Ngài là vô ngần vô hạn. Quả vậy, Thiên Chúa rất muốn được cắt những yếu đuối, tội lỗi, mỏi mệt ra khỏi chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta quá đỗi. Noi che siamo tanto nervosi. Chúng ta lo lắng, hồi hộp khi một chuyện gì đó bị trục trặc. Chúng ta la hét om sòm. Chúng ta mất kiên nhẫn. Nhưng Thiên Chúa lại nói, bình tĩnh đi con, dù con có phạm tội tày đình, cũng cứ hãy bình tĩnh. Đừng sợ hãi, cha tha thứ cho con, hãy dâng lỗi lầm ấy cho cha. Đó là ý nghĩa của điều mà chúng ta vẫn nhắc đến trong Thánh Vịnh. Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu và giàu tình xót thương. Mặc dù chúng ta rất nhỏ bé, nhưng Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta tất cả. Ci chiede soltanto le nostre miserie. Ngài chỉ xin lại những đau khổ của chúng ta, sự bé bỏng của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, để có thể ôm ấp chúng ta vào lòng và vỗ về an ủi.